À, này combo máu đi. Combo hút chích. Gì mẹ chồng đợi lái giờ không có thằng nào vào vậy rồi. Đã có view hoài. Mới vào được số tát rồi. Đi, nãy giờ đó ai vào bố khơi khơi bực quá. Ôi máu của nó, hồi máu. Ồ, hồi máu của chị. Đấy, thật sự nãy giờ được hồi máu của anh ấy. Đạn kìa. Ưu tiên là cái kiếm nha bạn nhé. Cái sức mạnh của kiếm là bạn phải ưu tiên hàng đầu ấy. Cái kiếm máu này ưu tiên hàng đầu. Ôi đánh tôi, đánh tôi, đánh tôi, đánh tôi này ra. Để ba người xem một lúc kìa. Ơ kìa cái nổ thật. Ở đây còn để ý mày trong mày comment quá. Được, tính đây. Công lực vẫn căng. Ông chơi crack thì lưu sao được? Chơi crack không? Chơi crack là nhờ crack mobile không được đâu. Lần đầu nghe luôn đấy. Chép play cho tự lưu không? Chép play tôi chưa mua lần nào, chép play tôi mua rồi. Chép play nó rẻ mà tôi chưa mua. So gì bạn bao nhiêu tuổi xưng hô cho đụng. Tôi cuối cấp, tôi gọi tôi là cuối cấp, không nghĩ nào thì tùy. Tôi đang học cuối cấp. Ông nghĩ thế nào thì tùy. Đâu. Và chúng ta xưng là bạn với tôi đấy, cho thân thiện. Để các quan trọng gì. Ui thôi à. Tôi đang cố tính mất máu để tí tôi test cái này đời tôi không mua này. Những hồi này chơi sao nữa. Ủa, không cần dùng mắt. Không cần dùng mắt. Không cần dùng mắt đâu. Thực tế là ngày xưa tôi có nuôi con chó. Có chuyện nhưng mà bây giờ như là nó đi đầu ấy bạn. Nó chết rồi. Ôi dồi ôi, bạn nhìn đi, nhìn máu này. Trời ơi. Ui, đầy cây rồi. Trời ơi, ui trời ơi. Đánh nào, đánh nào. Đánh hộ, đánh hộ. Đánh hộ luôn, tôi thua, tôi đua hồi máu đồng luôn. Nào, đụng nhau. Làm việc nhau. Đánh cháy quá bạn ơi. Món này cháy quá, con bùi cháy quá. Được kìa. Cháy quá. Cháy quá, cháy quá, cháy quá. Cháy quá. Ui. Ui. Ê, chết rồi. Tôi vào đây để lấy đồ vàng. Nên đây lấy đồ được luôn. Giờ anh em xem tôi. Tôi giờ tôi thà tôi cho nó ăn nó đấm mình đánh tình thoải mái. Quan trọng là tôi dùng kiếm mà tôi đánh mấy giây là hồi hết họ. Đâu. Đánh xuất huyết rồi. Kiếm này vẫn là kiếm 4 nhá. Thế áo là đúng rồi, thế sao nữa. Nhưng mà cái này vẫn kiếm 4, phải kiếm 5 kiếm 6 là nó vẫn yếu. Thật. Với tôi nó vẫn yếu. Tôi biết là con bùa này đáng tốt hơn. Nhưng mà điều kiện không cho phép rồi. Đấy. Kiếm được quả kiếm huyền thoại được hết bài. Tạo quá. Ta rút lại rồi. Đau gì? Đau gì? Ui. Đánh lâu cũng chết. Đấy thì địch mẹ. Ủa 9 này, này ngon không? À, tiếc quá. Chúng ta không được với nhau. Châu đánh lâu cũng chết. Ừ. Nhưng mà được cái ai chết trước rồi. Cây kiếm mẹ này. Cây kiếm mua là cây kiếm mẹ này. Ok. Này lại gặp con béo béo ở trước, mẹ con béo béo trước đỉnh cay với trưởng thả. Béo béo đánh nhấc người lên luôn. Ui giời ơi. Mega phi một đoàn chết hết cả lũ này. Tôi sợ. Ui, nha, cài đau thế. Tầm chiều nay anh em xem livestream của tôi là phải biết là nó khủng thế nào. Bộ này mà đánh đất đèn này nhà luôn. Đấy là tôi không cần kỹ năng cao đâu. Có lời em gặp con ra nhiều lúc sao để nóng thế. À thế à. Nãy là nhìn comment không kiêng không đánh. Đấy, này quá, đây đi kịp. Đấy, slow motion như hơi căng. Ui. Đấm này kiếm gà, kiếm này kiếm cùi rồi. Ôi. Ui. What? À. Có khủng không ạ? Quá khủng. Ui. Đúng là tuyệt vời. Mấy tháng không mới có cả update là luôn nghĩ về cái. Ồ. Nó spam. Sau cái này chơi liệu kiếm vào cái chơi thì có phải thành Borantino. À đấy à. Ok, dạ không trúng. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Ui dồi ôi. Ủa cứ đánh đi. Cứ đánh thoải mái. Mày chơi không ngán không mua nào không. Chết. Ơ kìa. Ủa ra chúng ta đánh đã lâu rồi mà là được khi nào rồi. Rồi thấy không, không cần kỹ năng chúng tôi vẫn thắng bình thường, cũng đơn giản nhau. Bạn nên biết thế thôi. 18 tuổi 12 chuyên 12 này. Đấy đúng rồi 6.001 tiền mà. Còn kỹ lắm. Rồi anh Lâm nhá, anh Lâm là khách mời đặc biệt cho mọi người, anh Lâm khách mời nhá, tôi không hứa nghe đâu, thế méo nào nha xuất hiện đây, Nguyễn Thế Nam anh Lâm xuất hiện đây, anh Lâm đến tham gia buổi stream ngày mai, chết luôn anh Lâm ạ, em nghĩ anh Lâm phải đi biết chuyện ngờ. Anh Lâm này cũng biết chuyện nhé, sao hôm nay anh Lâm ở đây? Hello bạn xem stream nhá. Anh Lâm này không biết chuyện à? Anh Lâm này không biết chuyện này sao mà anh đi xem stream của em thế nào? Ui, ông đánh tôi, ông đánh ai? Mình chơi đấy. Ui. Giờ nó có sẵn thì máu không chết đâu. Ui giời ơi, bạn làm trọn mèo như này. Rồi, bây giờ tung đánh, tôi sẽ tập trung đánh. Đến đây rồi. Đây rồi. Yeah! Thắng rồi. Em chờ anh ạ. À! Cuối cùng muốn thắng. Ôi. 18 người xem của lúc đúng là sinh mạnh của anh Lâm các. Cảm xúc tăng hoa luôn. Ơi ôi wow. Ui quá cháy.